Xin chào bạn. Hôm nay đại lý Toto Tú Đức tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu vùng cầu một khối có mã hiệu là MS823DRT2. Thì đây là một mẫu vùng cầu một khối có kích thước lớn ha. Chúng ta lúc chúng ta nhận hàng vùng cầu này sẽ có hai bộ phận khác nhau. Đó là có mã là C823DR có xuất xứ là Việt Nam ha, là phần xứ. Nó sẽ đi kèm chúng ta trong thùng là T53B100VR và cái nắp nhựa là TC393VS. Thì cái nắp nhựa này nó sẽ nằm rời và cũng có xuất xứ Việt Nam. Thì cái vùng cầu này á, là vùng cầu một khối có cái chiều dài của nó là 750 mm, bề ngang của nó là 510, chiều cao từ sàn đến cánh nước là 640 ha. Bây giờ chúng ta nhìn tổng quan vùng cầu này một lượt qua chúng tôi sẽ giới thiệu thêm. Vùng cầu này sẽ đi kèm chúng ta là van khóa nè, dây cấp nước ha, con thọ rời, bit nối sàn ha. Và mẫu vùng cầu này có tâm thoát chuẩn là 305 mm. Và vùng cầu này thì chúng ta gần như đầy đủ các bộ phận để chúng ta lắp đặt rồi. Bây giờ chúng ta nếu mà muốn lắp thêm vòi xịt thì chúng ta có thể mua thêm cái tê chiên nước và lỗ vòi xịt là chúng ta sẽ lắp đầy đủ bộ, chúng ta hoàn chỉnh để chúng ta lắp đặt và chúng ta không cần mua thêm cái gì hết ha. Và vùng cầu này đang sở hữu là hai chế độ xạ là 3 lít và 4,5 lít, rất tiết kiệm nước là khi chúng ta sử dụng tiểu tiện nhiều. Thứ hai là trong lòng vùng cầu là chúng ta sẽ có cả chắn lớp men Toto Sivantech và kết hợp với hai cửa xạ xoáy Torado giúp chúng ta dễ dàng cuốn trôi vết bẩn và nó sẽ êm hơn, nhất là lúc thời gian yên tĩnh hoặc ban đêm ha, nó sẽ không gây tiếng ồn nhiều. Và kết hợp chúng ta là cái nắp đóng êm TC393VS ha. Cái nắp này thì có cái thiết kế khá là dày dặn và rất là dày nặng, gần như là một cái nắp nặng nhất trong các loại nắp nhựa của Toto. Theo cá nhân tôi thì cũng khá thích được cái nắp này, nó rất là cứng cáp và khá là đẹp đối với kết hợp những cái cầu lớn. Ngoài ra thì cái thân cầu này cũng rất là đầy ha, rất là đầy và to. Cái nước cũng là có hình dạng cong ở đây, khá là đặc biệt, không có nhiều cái sản phẩm có cái nước cong như vậy. Và vùng cầu này sẽ phù hợp chúng ta lắp đặt những cái nhà vệ sinh vừa và lớn sẽ phù hợp hơn. Và vùng cầu này hiện tại đang được trưng bày trong hệ thống showroom Toto Tú Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại hotline hoặc truy cập vào website tdm.vn để xem giá bán cũng đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại. Rồi xong.